Đây hàng nhỏ ra trước nó là anh, nó tên là Rung. Còn hàng lớn á, hàng này nó lớn con nè, nó ra sau nó là em, nó tên Rung Rương. Chút nữa đường này cũng được, không biết để một chút nữa rồi con coi đường nào nó dễ đi thì con đi, biết không? Không có lớn đâu, cũng vòng vậy đó. Nè nè, tiền này của chị Lệ, chỉ gom bạn bè chị Lệ chỉ gom được 14.7 triệu. Em cảm ơn chị Lệ nha. Nè, của chị Lệ với bạn chị Lệ. Rồi của cô Dung mới gửi 2 triệu mà nãy rút xong rồi, nó mới báo rồi vài ngày nữa gom nhiều chút rồi mới đem lại. Cô Dung là chủ của bà Nang hồi trước á. Rồi cảm ơn. Rồi. Cảm ơn cô Lệ nhiều nha. Rồi coi tiếp tục gom tiếp nha. Cái này cần dài hạn á. Rồi. Cái này cô Thưởng ở cây me mình nè. Nó bàn thờ nó đó, đó. Mới có 5 ngày mấy ngày tuổi mới được 5 ngày chị, mà cho bằng ngày chị. Cái này là tiền của cô Lệ nè nha, gửi cho mấy đứa nhỏ nè. Hả? Để em bé đi được 5 ngày, mẹ mất được 5 ngày. Mày mất cả 1 ngày thôi. Sanh được ngày mẹ mất. Nè. 1 ngày đó mày. Cái này đó, tiền này là tiền sữa của mấy đứa nhỏ đó nha. Sanh được có 1 ngày, 2 ngày mà mất được 5 ngày. Ba. Bác hả? Bác mà nuôi nhỏ nó lúc đó là mẹ ủa vậy không phải bà ngoại đâu hả? Gì? Cái này là bác mà bác ngoại hay bác nội? Bác nội mẹ thôi chứ bà con luôn. Sao nói gì tôi không hiểu trời. Bà là bác bên chồng. Không nhưng mà có miền sạch chiêm hay chùm muối ốm mà. Cái này cái này em đó nè, em ruột đó nè. Con là gì của hai cháu này? Dạ. Con này mang mà 2 tuổi là mẹ nó mất rồi, rồi mang mới được có 4 tuổi vậy đó hả? Dạ. Tôi nuôi luôn đó. Con Nang đó. Con Nang cũng mồ côi. Nói vậy.
tập con dâu luôn. Bà được bao ngày rồi? Hồi nãy đi rút tiền đó là 14.7 triệu, nhưng vừa rút xong thì có tiền của cô Dung gửi vô 2 triệu nữa, nhưng mà chưa có rút, để vài hôm có nhiều một chút rút luôn. Hồi nãy ba nó nè, ai chô mà cái lại phừ phừ nó ơi, ai cái mai ơi cái thọt khơi nhá, ai cái chô cái lại ngất ngất tiết. Này là ba chồng của ông Năng á. Mày nuôi con mày nói không? Mày nói. Yeah, cái xua ơi cái mẹ xua dế vậy. Ta hỏi ba nó nuôi nổi không? Nuôi không nổi đặng người ta xin người ta đem đi nuôi. Nha. Không cho hả? Cho đi chị mẹ nó mất. Cho ai ta mất rồi chứ. Cho hai đứa này đi, giữ đứa lớn lại rồi cha nó kiếm vợ khác. Ê, không cho kiếm gì. Cha muốn lấy vợ mới thì lấy, nhưng mà con thì không cho phải không? Nè hai đứa này chạy tới chạy lui té vô em vợ. Đua chỗ ôn lá hụt. Hụt ly này chung ai vậy? Biết nó nuôi không? Ai chăm cô đại chăm là cô chăm mày với nó ai áp xuống lấy sọc lấy à? Chăm trên chăm tới hương bia chăm dương hay áp hương nó kịch cõi á? À, cùng trên coi chăm rồi bia chăm với. Người ta cho nhiều rồi mình cho chi nữa? Không ta có rồi mình cho tiền cho sữa thôi. Gì nó đặng lo sữa cho nó. Ở dưới chợ tụi nó cũng nói để nó đeo những quần áo lên. Có không gì có cô gì Mỹ Á gì đó. Xanh chơi sánh gì? Mà mẹ nó mắc là mắc lý do làm sao? Lên máu hả? Máu đồng. Nó lên cái phổi ha, đông đúng phổi à. Dạ. Cứ cái cấp cứu không kịp rồi. Dạ. Dạ vậy, đâm cho phổi bác sĩ làm ta nó lấy gì. Ta nói chịu mỏi cả mau mau thì giống như là cái nó kêu là số phận rồi. Cái này bác sĩ cũng nó đi bệnh viện lớn mà. Bệnh viện lớn khoảng 3 ngày thôi. Chứ ăn xong này em chở đi lúc 7 giờ đó là em chở đi Tao sửa mà. Em buông tay chân chân hết trơn luôn. Rồi ta mới làm cho làm. Thì là bắt tay cũng phải tên luôn hả? Dạ. Nhưng mà cái tay này hôm nay vô nằm ra chứ. Áo có ở nào mơ tôn tại áo của tôi Cần Thơ. Mình chơi vua anh thân tin ôm tôi Cần Thơ. Tôi dân chân anh thơ là Nam. Không phải mình đang ấy.
giúp anh đi ơi cho mai nào mình nghe người à vì ngày mai vào nào long xuyên anh nào cũng đi chơi luôn anh đi đâu hôm đó nhà nó hàng hàng lớn tên gì chờ rôm hả rồi nhỏ lớn là rôm rương mà lớn là em nhỏ là anh. Ủa sao vậy ngủ vậy thì hằng này ra trước, hằng này ra trước, hằng nhỏ ra trước, hằng lớn ra sau, hằng lớn con nè, hằng này nó nằm ngang nè, người ta lo sữa nó lại mà mẹ nó gặp vấn đề mà. Này hằng nhỏ ra trước nó là anh, nó tên là Rung. Còn thằng lớn á, thằng này nó lớn con nè, nó ra sau nó là em, nó tên Rung Rương. Thằng này Rương, thằng này Rung. Rung Rương là sung túc á. Tiếng Việt là dịch là sung túc. À. Còn thằng cha nó nè, không biết tiếng Việt nè. Thấy không? Đấy nè, sọc nè. Ở ở công công sao về đây có giấy tờ gì không? Mai còn bán nữa. Cái xóm này á toàn là dân nghèo không à? Đây là kêu áp toàn, người ta trồng rau ở phía sau đó, ở phía sau người ta trồng trồng rau ở phía sau. Ta thuê đất ra trồng rau. Đây. Sao quen hả? Quen hả? Bà con luôn hả? Nhớ có bà con ở đây rồi em. Ở bà con này hả? Tưởng đâu bà con với cô trưởng. À. Thôi bây giờ đi ha, về ha. À, liền ở cái đế nè. Cái đường này mà vô một lần không nhớ đường rồi. Nó vòng tới vòng lui. Đi qua cái hẻm nhỏ nhỏ không à.